Đi vô đây mày. Đi vô đi. Lên đây. Mày gọi tao bằng cái gì? Ông Sầm Hương hả mày? Mày nói lại đi. Mày gọi tao bằng gì? Bằng ba phải không? Mà khó ưa của mày mà con của tao hả? Mày là đồ con quan hả mày biết không? Con thấy con ra quả. Quỳ xuống mày. Tao kêu mày quỳ xuống. Đó vô mặt mày bây giờ. Đâu qua bà ơi, quan cho con ơi. Quan ông chửi mày chứ quan. Quan hả mày? Ai ba mày? Đồ con quan. Mặt mày khó hơn cái đồ chó. Chó đẻ hả mày? Giết mày luôn bây giờ chứ mày mày lý quét mày nhìn tao hả? Anh Hưng! Mày... Anh Hưng! Mày có gì? Anh Hưng à? Sao chứ? Nó còn nhỏ, biết gì mà anh hành hạ nó. Tuấn à, con vô với dì Thu đi con. Đi vô đây! Liếc tao mắt con mắt bà giờ, liếc hả mày? Còn cô nữa, làm gì nhìn tôi? Tôi ghê tởm quá. Tại sao mẹ cô lại lừa dối tôi? Ngày đó tôi đã nói hết sự thật cho anh nghe rồi mà. Nếu anh không chấp nhận thì cưỡng ép sống với tôi làm gì? Đâu có dễ như vậy. Tôi bị gạt để cưới cô và phải chịu đựng sự có mặt của thằng con quan khốn nạn đó. Tôi thù cô, tôi ghét nó. Anh Hưng, nếu anh không thể nào quên được chuyện đã qua thì bao nhiêu hận thù căm ghét xin anh cứ thẳng tay mà trút xuống thân tôi. Che đầy sự hèn, cô biến cuộc đời tươi đẹp của tôi thành ngục tù trong nghèo đời dây quanh. Tôi đã vì anh dầu dài mấy năm đường hồi chuộc lại lỗi lầm, dầu sao cũng là nghĩa tình trong giờ. Tưởng cưới mày sẽ được cái gia tài sản nghiệp đồ sộ, ai dè rước nhầm cái thứ âm binh cái củ nợ cơ mà. Thì bây giờ tao phải dắt kiệt tụi mày để thỏa mãn tao chứ hả? Đừng bị hối đúng mặt mà đúng mặt bị hối ơi đúng mặt đúng mặt đúng mặt đúng mặt đúng mặt chửi nhầm kêu dừng lại chị hai tôi bị
Trời ơi, sao vậy? Ai đánh? Chồng của chị. Em ơi em biết nhà của thằng Thọ gà không em? Nó ở trong hẻm này chuyên bán gà độ đó, biết không? Trời ơi! À! Ai bị giết cháu vậy? Ghê quá. Hai chú ơi, cứu giùm chị của cháu đi, chị bị chồng chị đánh đó. Hả? Trời ơi, thôi đi lẹ lẹ ông nội ơi, người ta đánh ghen nhào vô bị dạ lây đi. Mày sao vô duyên quá. Chị này chắc chỉ xỉu thôi, gọi xe đưa đi cấp cứu lẹ lên. Trời ơi, đâu có dính dáng gì mình đâu mà kêu xe cấp cứu. Trời ơi, tao biểu lẹ lên. Trời ơi, đi nè cha. Nè, anh khiêng bả ra đầu hẻm đi, tôi chạy kêu xe. Em ơi, em ở nhà trông thằng bé, để anh đưa chị em vô bệnh viện. Có gì đó anh sẽ quay lại báo cho em hay, nghe chưa? Dạ. Chị hai ơi, chị hai, chị tình đi, chị hai, chị đừng có bỏ nha chị hai. Bác sĩ ơi, làm ơn giúp đỡ giùm. Anh làm ơn ra ngoài gọi bác sĩ trực ban. Nhưng mà tôi cần gặp bác sĩ Loan. À, anh hai. Ủa, anh về giờ nào? Sao giờ này anh mới mò vào đây? Ghê quá. Đợi nhìn đúng người nhà mới nhận bệnh á. Anh mới về sáng nay, ghé nhà bỏ đồ đạc xong chạy đi chơi với mấy thằng bạn vòng vòng. Sẵn ghé nhà em thăm hai đứa, chẳng thấy đứa nào ở nhà. Cái sẵn anh ghé đây một công hai việc. Lần này anh được về bao lâu? À, độ chừng một tháng. Mẹ than với em, anh cứ đi hoài à. Anh có nghe mẹ đề cập tới vấn đề gì chưa? Sáng nay anh về ghé nhà, mẹ đi chợ rồi. Em nghe đâu mẹ đã chọn cho anh một cô rồi đó. Em biết cô ta không? Với em á thì mẹ không có giấu rồi. Ai vậy? Xem ra anh cũng nôn nóng đó chứ. Nhưng em nhất định sẽ không tiết lộ cho anh biết, vì em nghĩ rằng á không cần thiết. Nè, nếu thật lòng á anh muốn biết phải không, anh hãy tự đi tìm hiểu cho mình. Nhưng ít ra đó em cũng bật mí cho anh, dù là một tí tí thôi. Cô ta ở đâu nè, làm gì, xấu hay đẹp? Mẹ chọn thì đâu có đến nỗi tệ đâu anh hai. Còn không biết nhanh chân chạy lẹ về nhà, chờ mẹ đi liền để gặp cô ta. Thôi, chi đâu mà gấp vậy em biết nè. Duyên phận tài trời không phải lo xa. Nhưng mà thôi, nghe nói vợ đẹp là anh rụng rời rồi. Nè, em còn nhớ thằng Linh bạn anh không? Cái anh bạn vui tính của anh á, ai mà không nhớ. Vợ nó là ca sĩ, hát thì không hay lắm, nhưng mà bề ngoài á, trông cũng khá. Nói chuyện với bọn anh hả, nó ca ngợi cô ta như là thần thánh vậy đó. Nó nói nào là vợ nó đứng đắn số 1 nè, hết lòng chung thủy với nó nè, làm được bao nhiêu tiền hả nó mang về hết cho cô ta. Đó, ai dè lần đó hả, nó bước chân xuống tàu, tàu chưa kịp nhổ neo nên nó tính chuyện chạy về tranh thủ. Ngờ đâu gặp cô vợ yêu quý đang ôm ấp tình nhân ở trên giường. Nó quậy một trận rồi nó bỏ đi luôn. Đó, em thấy không, cuộc đời thủy thủ như anh á, cưới vợ đẹp là nguy hiểm lắm á. Thận trọng quá coi chừng ở giá tới già nghe. Chỉ sợ mẹ sốt ruột, chứ còn anh lang bạc rài đây mai đó, anh không muốn vướng bận chuyện gia đình em à. Như sau mỗi chuyến đi có một người tiễn và một người chờ đợi, dù sao cũng vẫn thích hơn chứ anh hai. Anh chưa biết thế nào. Còn em và Quang cưới nhau lâu rồi sao không chịu sinh đứa con cho nó vui nhà vui cửa? Quang chưa thích có con. À, em nhớ rồi, hồi đó anh thích Phương Khánh Lan lắm phải không? Thì là bạn của em. Em thích thì anh cũng phải thích chứ. Đừng có dốc quá ông ơi, nó đưa thư bày tỏ tình cảm của anh cho em xem nè. Hả? Đúng là duyên số do trời. Em biết chứ, lần nào về anh cũng đi tìm kiếm cô ta. Mấy năm rồi anh không gặp, có đúng không? Phải. Cho tới bây giờ anh cũng không quên cô ấy, mặc dù chưa nói câu yêu. Bóng ai xa trời thì nghe lòng xót xa quá.
không hơn gì. Hiện giờ em đã có gia đình riêng. Còn anh thì sao? À, sẵn công tìm kiếm bấy lâu, bây giờ em cho anh hay Phương Lan hiện ở đâu nè. À, ở đâu? Em ở đây với cô ấy. Sáng nay ai đã đưa cô ấy vào bệnh viện rồi đi mất. Nó đang nằm cấp cứu ở đây, mới vừa hồi tỉnh kìa. Em chưa kịp hỏi thăm gì. Đúng rồi, sáng nay anh với thằng Linh Khùng á có đưa một người đàn bà vào đây cấp cứu. Thằng Linh Khùng nó đưa vô, anh đứng ở ngoài trả tiền xe. Giờ tính ghé thăm nè. Có phải cô gái mặt mày đầy máu me không, có phải không? À, phải rồi đó. Nó chính là Phương Khánh Lan, là bạn em. Trời ơi, vậy sao? Vậy sao cô ấy ra nông nổi? Hồi trước là con giám đốc quyền thế dữ lắm mà. Em chỉ biết là khi ba cô ấy vào tù vì tội tham nhũng, mẹ cô ta thì bỏ đi lấy chồng khác, và cô ta cũng biết mất. Cô ấy mới vừa hồi tỉnh, hay là mình vào thăm cô ấy đi. Không được đâu, hôm mai lại thăm đi, lỡ gặp chồng cổ thì sao? Hồi sáng tới giờ không có ai là người thân hết á. Mình vào xem coi có giúp đỡ được gì cho cô ấy không. Thì đi. Lan khỏe chưa? Đừng ngồi, còn mệt lắm, nằm nghỉ đi. Cảm ơn bác sĩ, tôi khỏe rồi. Có phải bác sĩ? Mình là Loan nè. Loan đang công tác ở đây hả? Phải, mình nhận ra Lan lúc còn hôn mê. Ai đưa mình vào đây vậy? Lan nhận ra ai đi không? Tôi nhớ rồi. Chào anh Phi. Chào Lan. Anh ấy tình cờ gặp Lan và đưa Lan vào đây đó. Chính anh ấy cũng không nhận ra Lan nữa. Còn em Thu và cô Tuấn đâu? Chiều nay tôi có ghé dặn em gái đó ở nhà trông cháu bé. Mấy giờ rồi? Tôi phải về đây. Nó sẽ hại Thu và giết con tôi. Lan nói gì vậy? Lan không thể về được, Lan còn yếu lắm. Ai hại Lan thì hại cô Lan. Hắn là một tên vũ phu đúng mà. Tôi có hứa là quay lại báo cho cô em hay tình trạng của cô, nhưng phải xuống tàu làm một số thủ tục mới xong. Bây giờ cô tính sao? Tôi nhờ anh Thương giúp giùm. Anh hãy đến nhà tôi, đưa con tôi và em gái tôi đến đây giùm đi. Anh Hai, giúp giùm bạn em. Được mà. Alo, con đây. Dạ đúng rồi. Có chuyện gì vậy má? Dạ còn, con nói lại với ảnh. Anh hai. Hả? Lại đây. Em nói cho nghe nè, má mới điện thoại cho em. Má nói anh làm gì thì làm, sáng mai là anh ta có mặt ở nhà đó. Chi vậy? Thì cô dở. Thôi đi giúp giùm Lan đi rồi về. Anh đi. Lan à, tôi đi nghe Lan. Lan hãy yên tâm đi. Cái chuyện mà Lan nhờ á không sao đâu, chuyện nhỏ. Lan, hãy kể cho mình nghe, tại sao Lan lại ra nông nỗi này? Hồi đám cưới mình có hỏi thăm tìm Lan, nhưng không một ai biết Lan ở đâu. Lan có gia đình riêng rồi hả? Sao không cho mình biết? Hèn chi mấy năm liền Lan không đến tìm mình. Chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này mình sớm trả nợ tai ương dồn dập. Tuổi thơ ngây hồn nhiên qua bướm đã sớm dối tàn phai. Rồi đang có
mình chẳng còn gặp nhau. Sung sướng gì đâu khi phải xa bè bạn, xa những ước mơ trên giấy hồng đường. Vì cuộc sống riêng tư đó là chuyện bình thường, ai nghỉ học rồi chẳng vấn vương. Những ngày tháng đẹp tươi đã trôi qua nhanh, bây giờ chỉ còn là diễn văn. Hiện tại thì Lan đang lặng hụp trong bóng đen dài đặc của đêm dài. Khoảng cách hẹn sáng thay đổi quyền phải ra tòa rồi vô khám, phát mãi cả gia tài chứ trả nợ hết cho ba. Ba Lan vào tù rồi mang bệnh trầm kha, một lần đến thăm cũng là lần vinh biệt. Tang tóc đến từ đâu nào ai biết, chỉ biết lời danh làm buổi bây giờ đổi thay nhanh lắm. Đang đi xe hơi, ở nhà lầu, rồi vào khám vẫn chưa hay. Trắng đen bây giờ như trong trống đang quay, nghiệt ngã là để cho vợ con mình mang hậu quả. Lan nói đã có con, còn còn kẻ mình yêu thương, mình trao gửi cả cuộc đời, đã trốn đi biệt tích biệt tâm khi biết gia đình mình sụp đổ tiêu tan. Loan có biết không, lúc đó mình đau khổ kinh hoàng khi biết mình đã có mang. Mình quyết định quyết sinh khi mình không tìm ra. Mẹ đã dặn con và mắt mình ưng thuận, một năm cưới vội vàng với kẻ chẳng hề gia đình một cái nhục ố quen, về sống dưới hình như xác lạnh không hồn. Mình xin được chia sẻ với Lan những điều không may của Lan, nhưng bây giờ Lan đã có gia đình, hãy cố quên đi dễ dàng và bằng lòng với cái hiện tại của mình đang có. Cảm ơn Loan rất nhiều, mình đã cố gắng hết sức mà chẳng được yên ổn chút nào. Anh ấy biết mình đã có thai với người khác, anh ấy dằn vặt chửi mắng mình, mình còn cam chịu được. Nhưng cứ mỗi lần hắn nhậu say về, bắt thằng bé ra làm trò đai nghiến mình. Còn mình chẳng có tội gì trong chuyện này mà vẫn bị anh ấy hành hạ và đánh đập, mình không chịu nổi. Đàn ông gì mà quá hẹp hòi, thương mẹ thì phải thương con. Thế cha ruột của nó là ai? Hiện giờ Lan có biết hắn ở đâu không? Trước kia hắn có làm ăn dính dáng đến ba mình, hắn tinh ranh lắm. Hắn đánh hơi thuyền sắp chìm, hắn co chân chạy mất, chắc là về ngoài quê của hắn rồi. Em, mỗi lần vô đây anh thấy nó ớn ớn sao á, sợ nhất là đi nhầm vào nhà xác. Anh làm như là anh chưa vào đây bao giờ vậy đó. Nè, để em giới thiệu, đây là Phương Lan, bạn của em, bạn rất thân. Anh là chồng mình đó, ảnh tên Quang. Lan, Lan sao vậy? Anh Quang, có chuyện gì vậy? Bộ hai người quen biết với nhau à? Không, không. Ủa, bạn em hả? Thôi anh xuống đất chờ em nha, ở đây mùi thuốc tây khó chịu quá. Anh Nam, anh Quang, ảnh tên Quang, bộ Lan biết hả? Không,
không phải. Chắc mình đã lầm. Tự dưng mình chóng mặt quá, không có thấy gì hết. Mình có cảm giác là lạ làm sao á. Kể từ khi anh Quang Ảnh bước chân vào, nhìn thái độ của hai người chẳng biết làm thế nào, nhưng mình cảm thấy nào nào. Mình cầu xin luôn hơi tin ơn nơi mình, vì cơn chóng mặt thình lình nên đã nhìn lầm hình dáng. Nói vậy thôi chứ không có chi đâu. Lan nằm nghỉ đi. Loan, Loan ơi, Loan. Chuyện gì vậy? Trời ơi, em của Lan, em gái của Lan. Hả? Phương Thương nói làm sao? Bình tĩnh lại. Đâu có sao, nó bị cảm à. Nó đâu rồi? Anh Phi, Phương Thương đâu? Đưa vào bệnh viện rồi. Còn cô Tuấn đâu? Thằng Linh nó đang ẵm đứng ở ngoài á. Đây nè, nó đây nè. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Tuấn, con ơi, ở nhà sao rồi? Chị Thu đâu con? Lan à, Lan còn yếu lắm, hay nằm nghỉ cho khỏe đi. Mọi việc á, tôi và Loan sẽ liệu lo. Đừng bận tâm nhọc trí mà làm chi. Bệnh càng khó khăn chẳng ít lời gì. Hãy nói cho cô Lan biết rõ mọi chuyện nè, để cho cô còn lo liệu. Mày biết thâm bệnh của ta hiện giờ đó hả? Đừng nên đấy xúc động nhiều. Hai anh làm mượn ra ngoài để cãi lộn nhau. Không sao đâu anh Phi, tôi đủ sức chịu đựng mà. Ở nhà có chuyện gì anh nói cho tôi nghe đi. Rất là kinh hoàng khủng khiếp. Để tôi kể cho chị nghe. Không có gì, không có gì. Bé Thu chỉ bị cảm soàn thôi. Trời ơi anh ơi, thằng nhỏ nó biết hết. Để nó kể. Nè, kể đi nhóc. Tuấn, chuyện gì xảy ra cho dì Thu vậy con? Ba xỉn về, ba bóp cổ. Bệnh miệng dì Thu, ba xé hết quần áo dì Thu. Xé hết quần áo? Đồ con này, đồ già Tuấn. Lan, Lan bình tĩnh lại đi. Anh Phi, anh giữ Lan lại phụ em. Bố tôi sao? Tôi ơi, anh đi làm nữa hả? Anh qua coi ba nhắn anh có chuyện gì không. Anh thấy ghét quá à. Khi người ta ở nhà thì anh lại đi, còn khi người ta đi làm á thì anh lại tìm. Thôi mà bà xã, đừng có giận anh mà. Em cũng biết công việc của anh đâu có quy định giờ. Em có thấy ba không? Tối ngày ba ở trong công ty, có khi vắng mặt cả tuần. Thôi đi, anh đừng có đi. Có đâu, không có ai bằng. Vợ anh cho được hết học thức nè, tài ba nè, lại còn xinh đẹp nữa. Anh là người kiếp trước khéo tu nên kiếp này mới có vợ như em đó. Thôi đi, chỉ có giỏi có tài là dỗ ngọt người ta, lòng giá thì nay đổi mãi thay. Coi em đó, vợ chồng mình đang êm đềm hạnh phúc, sao em nói chi điều buồn bã đó? Vì em chợt nhớ đến người bạn gái phải cam cảnh bẻ bàng duyên nợ trái ngang. Tội cô ấy quá à. Mỗi người có một cái số em à, phải chịu thôi. Ý chết, trễ giờ hẹn với ba rồi. Thôi anh đi nghe em. Về sớm ăn cơm với em nghe anh. Yes madam. Xong vậy anh về liền. Anh đi nghe cưng. Chị Loan,
Người đàn ông mới vừa đi ra đó là... Là anh Quang, là chồng chị đó. Chị nói ảnh tên Quang, chồng của chị hả? Ừ, đúng rồi. Ủa, em sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Không phải đâu, ảnh không phải tên Quang đâu, ảnh là anh Nam mà. Em nói sao? Ảnh tên là Nam mà. Sao lạ vậy? Hôm rồi gặp Lan, Lan cũng sửng sốt gọi ảnh là Nam. Tại sao lại có sự trùng hợp lạ kỳ như vậy? Ảnh là anh Nam, là người đã phụ bạc chị Lan em trước đây, là ba của thằng Tuấn đó. Thu em có bằng chứng gì không mà em lại nói như vậy? Có khi nào người giống người không em? Không, em không làm đâu mà. Chị chờ em một chút ha. Trời ơi, cầu trời cho đây chỉ là sự nhầm lẫn. Nè nè, chị hãy xem đây nè. Đây là tấm hình ảnh chụp chung với gia đình em mấy năm trước trong nhà ngày sinh nhật của em. Trong hình, ảnh còn hôn chị Lan, âu yếm nữa. Chị thấy không? Đó. Trời, đúng là anh Quang rồi. Trời ơi, lẽ nào chị không biết gì về cuộc đời của ảnh trước đây sao? Chị Lan gặp ảnh rồi mà không nhìn ra ảnh hay sao chị? Hôm đó hai người nhìn nhau kỳ lạ lắm, chị không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Thu. Dạ. Em còn biết thêm gì nữa, hãy kể hết cho chị nghe đi em. Vì sao mà anh ấy và chị Lan của em chia tay nhau vậy? Không, chị Lan em không hề chia tay với ảnh, mà chính anh ấy đã phụ bạc chị Lan em. Khi biết chị Lan có thai gần 3 tháng, hôm đó tình cờ em đi học về sớm và em đã thấy. Tại sao em không nói sớm? Rồi bây giờ gần 3 tháng rồi em mới báo cho anh hay. Rồi bây giờ anh phải làm sao đây chứ? Anh Nam, em nghĩ chuyện đó cũng đâu có gì khó. Hay là mình làm đám cưới đi anh? Lan à, em nghĩ sao mà lại kêu anh làm đám cưới vào lúc này chứ? Công việc làm ăn của anh đang lúc gặp khó khăn, ba em và anh đang tối mài tối mặt đây nè. Em không hiểu sao mà còn đòi cưới hỏi chứ hả? Vậy bây giờ em phải làm sao chứ? Phá đi. Anh Nam, tại sao anh lại nói ra điều tàn nhẫn đó? Dù sao nó cũng là con ruột của anh. Mật ngọt ân tình còn chan chứa trên môi. Chỉ một lần thôi, xin hãy nghe em đừng suy nghĩ vội vàng. Dù sao thì vì
sao anh lại vô tình? Anh còn phải lo toan cho tương lai sự nghiệp của mình. Anh Nam, sau những năm tháng yêu thương, kết quả ái ân đã tượng hình trong bụng mẹ, thì anh lại nói ra bao lời bội bạc phủi sạch tình yêu đang ràng buộc quanh mình. Bản thân mình mà không nghĩ đến con thơ. Anh Nam ơi, xin anh hãy nghĩ lại mà thương, mất anh cuộc đời này em làm sao sống nữa. Khi đã trao anh cả đời con gái và nhận lại bao cay đắng cho mình, nếu em không muốn mất anh thì hãy nghe lời anh mà hủy bỏ nó đi, còn không thì đừng có trách anh sao bội bạc. Không, em không thể làm như vậy, tàn nhẫn lắm anh có biết không? Lan, em đừng tự gánh lấy cho em những sự phiền phức rồi em trách anh sao vô tình hờ hững với em. Lan à, mình yêu nhau thì hãy tận hưởng với nhau những ngọt ngào của hương tình ân ái. Con đưa con tượng hình trong quan trái, em tiếc làm chi chỉ phiền lụy thêm nhiều. Ngày mai này anh phải đi xa và không biết bao giờ trở lại. Em hãy lo cho mình tròn nghề chén, đừng đợi đừng chờ chỉ vô vọng mà thôi. Anh Nam, anh muốn bỏ rơi em hay sao? Anh không phải bỏ rơi em, nhưng mà hiện giờ anh không thể ở lại mà lo cho em được. Em hãy tự lo cho thân mình đi, chờ được thì chờ, còn không thì anh không có ép. Anh Nam, anh đừng bỏ em mà Nam ơi. Cùng bào thai này, con của mình nó cần một người cha mà. Thì anh đã nói rồi, em phá nó đi, và coi như là anh chưa biết gì về nó hết. Thôi, anh phải đi đây. Anh Nam, anh Nam, anh đừng đi anh Nam ơi. Anh đừng đi mà, anh đừng đi mà. Chị hai, chị hai ơi, đừng có khóc nữa, em thương chị quá chị ơi. Em không ngờ bây giờ anh Nam lại là chồng của chị. Bây giờ chị tính sao hả chị? Chị rối quá, chưa biết phải tính làm sao. Thu nè. Dạ. Chị Lan em còn yếu lắm, khoan cho chị Lan biết chuyện này nghe em. Bây giờ chị đưa em vào bệnh viện thăm chị Lan, còn chuyện này thì từ từ sẽ tính tới nghe em. Dạ. Đi em. Alo, mày đó hả? Tay đọc đây. Ê, điền báo quan lão đệ trưa nay đến ăn cơm gia đình mình nha. Có cái trò này thơm lắm. Không cần, mình đang tươi mà, mình đang lo cho lão đệ mà. Ừ, đẹp lắm. Đệ phải trổ hết tài năng của đại đạo độc hành nha. Ok, rồi, bye bye. Chuyện gì vậy? Thức suốt đêm mệt phải không? Để anh lấy nước cho em uống ngang. Cảm ơn anh hai, không cần đâu anh. Nè, sáng nay em có ghé qua chỗ Phương Thu chưa? Tình hình con bé thế nào rồi? Xong hết rồi, có giấy chứng thương của bác sĩ, em đã giao cho công an. Người ta đã truy bắt tên Hưng, nhưng hắn đã trốn về quê.
hiện nay có công văn tầm ná phát đi rồi. Còn Lan thế nào, đã khỏe chứ? Cô ấy trốn viện về tìm kiếm Tinh Hưng. Còn thằng bé và Phương Thu? Em gửi chị Hà trông giữ giùm em. Phương Thu bây giờ đã đỡ nhiều chưa? Bớt căng thẳng giờ trở lại bình thường. Vừa qua bây giờ đang đổ xuống nhà em. Cái gì mà mưa quả nghe ghê vậy? Bộ em đưa Phương Thu và thằng bé về nhà làm cho quan phiền phải không? Em không biết nói thế nào. Hoàn cảnh Phương Lan thật bi đát. Anh Phi, anh rất thương Phương Lan phải không? Sao em lại hỏi anh câu ấy? Em thật có lỗi với Phương Lan. Phải chi trước lúc nhận lời cầu hôn của Quang, em chín chắn hơn một chút. Em sống với Quang có hạnh phúc không? Cách đây 2 ngày thì điều đó không đúng. Em hoàn toàn sụp đổ niềm tin ở Quang rồi. Em nói rõ cho anh nghe nào. Anh có thể tưởng tượng là Quang đã có một đứa con rơi. Em thật là ngu muội. Vậy mà em đi khoe với tất cả mọi người là em đang sống trong em đềm hạnh phúc. Em có ngờ đâu. Bình tĩnh đi em ơi, em đã khám phá ra chuyện này bao lâu rồi. Hay là có khi em đã nhầm lẫn, lòng nghe, nhưng mà anh chẳng hiểu được gì. Anh Phi, anh có biết không, đứa con của Phương Lan chính là con của anh Quang đó. Hả? Phương Lan xác nhận điều này với em à? Sự mặc cảm khiến cho Phương Lan càng ngày thêm căm. Chấp nhận đau thương gánh chịu riêng mình. Em hiểu Phương Lan như hiểu bản thân mình. Do đâu mà em biết được chuyện này? Trời ơi, sao mấy tiếng đồng hồ mà tất cả đã đổi. Về nhà trong buổi sáng nay, nó dẫn ra Quang và kể lại thật thà
trước đây anh là người yêu cũ của Lan. Đã cùng nhau thề nguyện gắn bó. Ngoài ra anh còn có cái tên là Nam. Hôm trong bệnh viện vô tình Lan kêu tên. Em nên thông cảm cho Quang, nếu đó là chỉ những phút giây bồng bột trong quá khứ. Anh Phi ơi, em cảm thấy say rứt lương tâm khi chứng kiến nỗi đau thương và bất hạnh của bạn mình. Nhưng dù sao em không có lỗi gì trong chuyện này. Chẳng lẽ tự Phương Lan gây ra tất cả, và lỗi lầm này cũng do ở Phương Lan. Em nên tìm cách giúp đỡ cho cô ấy là hơn. Đừng nếu đau thương, đừng tự trách mình như vậy. Hãy vô tư mà bình tâm xét lại chuyện lỡ dở rồi cố che đậy là hơn. Hiện giờ Phương Thu và Tuấn đang ở bên nhà em. Anh thử nhìn coi, thằng nhỏ nó giống anh Quang y như là đúc vậy đó. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, mấy cái vụ mà lén lút đó nó giống không thể tưởng tượng nổi đâu. Đâu có giấu được, anh đã thấy ngay từ lúc đầu rồi mà. Anh thấy sao? Giống người nhà mình, té ra là sản phẩm của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nào? Thì chồng em đó, Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, một tay ngụy quân tử. Mà nó đâu rồi không biết, tại sao hôm nay không về chứ. Em gọi tới chỗ làm, người ta bảo là ảnh đã đi rồi, máy cũng khóa luôn. Thì nó đi hành hiệp rồi đó. Lan. Anh Nam. Bất ngờ quá hả? Anh đến đây làm gì? Thì đến đây thăm em và con không được sao? Anh đừng có nói đùa. Phương Lan, hãy bỏ qua những lỗi lầm hồ đồ của anh. Lan à, mọi việc bây giờ ổn chưa? Cảm ơn anh, đâu cũng sẽ vào đó thôi. Anh đã làm cho em khổ nhiều quá, anh thật là ái náy. Cảm ơn, anh tử tế quá. Loan nói cô Tuấn rất giống anh. Nếu anh đến đây để xác định nguồn gốc của một đứa bé thì anh có thể yên tâm. Cô Tuấn hoàn toàn không phải con anh. Bây giờ thì anh tin mình hơn. Anh tin ai đó là quyền của anh. Có lẽ Loan đang chờ anh ở nhà. Lan à, nếu cần anh giúp đỡ em cứ nói. Tôi không cần sự ban ơn của anh. Anh đang biết em đang gặp khó khăn. Nè, em hãy cầm lấy để xoay sở. Anh hãy cầm tiền của anh về đi. Nếu anh không đem về, anh đừng có trách tôi. Lan à, anh thật sự ăn năn mà. Hãy nói những lời đó với Loan cùng với những hành động cụ thể. Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi bị sức mẻ. Phương Lan. Anh Phi. Anh tình cờ đi qua đây nên ghé thăm em và cháu. Không ngờ em vất vả thế này. Anh Phi, em không phải là kẻ phá rối hạnh phúc của bạn. Anh hiểu, anh đến đây không phải vì Quang hay Loan. Chẳng lẽ anh nghi ngờ cô Tuấn là con của Quang? Anh không tọc mạch chuyện đời tư của em. Phương Lan à, hãy để anh giúp đỡ em nhé. Anh Phi, em không thể nào ban ơn anh hay Hồng Loan nhờ anh. Anh đã nói rồi, đây là chuyện riêng của anh. Em cũng không cần lòng thương hại của anh. Em nghĩ anh giống như Quang sao hả? Em không còn gì để gìn giữ. Em biết rõ thân phận của em. Phương Lan ơi.
bao năm qua rồi anh vẫn tưởng em sống trong bình yên hạnh phúc, nhưng anh đâu ngờ em khổ như vậy. Từ khi ấy tiếng pháo du vi đưa em theo chồng thì lòng anh cũng nát tan, bóng hình sông biển lên đơn, nhớ em thêm đậm bóng hình ngày xưa khắc trong tim. Ơi à, cố quên kỷ niệm những ngày xưa nay đã xa, nhắc lại thêm đời em như cánh hoa khô xa tan hương nhụy đâu còn chi anh tiếc thương. Lan ơi, anh chưa bao giờ quên em, cho đến bây giờ chưa có một người con gái nào làm trái tim anh rung động. Anh như con tàu lướt trên mặt sông đi khắp đại dương xa xôi ngàn dặm, dù ở nơi đâu cũng vọng quê nhà. Chắc anh tưởng em còn thương dài thật thà, nếu đã chết vùi tay xuống biển thì trong trái tim này những lời này chắc em sẽ không tin, nhưng anh cam đoan đó là sự thật. Trước kia vì hèn nhát yêu em mà anh không dám thú nhận, nhưng giờ đây vẫn chưa phải muộn màng. Anh Phi cho sự ưu đãi cưng chiều. Còn em, cuộc đời dù dập thế nào anh đã rõ, nhầm lẫn một lần em khổ suốt đời em. Em không dám và thật sự không tin rằng trên thế gian này có tình yêu chân thật. Em xin anh nếu còn giữ chút tình xưa cũ thì đừng để cho em phải tuổi phận riêng mình. Yêu một người là yêu bằng tâm hồn và sự rung động của con tim. Em càng hiểu lắm trung chuyên anh càng thấy tình thêm tha thiết. Đừng xem tình yêu như món quà ban phát mà kẻ nhận ân huệ này phải phú phục mang. Em à, em nói như vậy không sợ làm anh đau lòng hay sao? Em không muốn nghe anh nói nhiều. Anh hãy về lo cho hạnh phúc của em gái anh đi.
Tại sao anh lì lợm như vậy chứ? Phương Lan à, dù cho em có nặng lời đắng cay hay xua đuổi anh, anh cũng không hề oán giận em đâu. Bao nhiêu năm qua, anh mới nói được thành câu đã ấp ủ trong anh suốt khoảng đường sóng gió. Em à, em hãy tin anh và đừng chối bỏ tấm tình yêu dù cho có muộn màng. Anh quên là em đã có chồng. Thằng đê tiện đó không xứng đáng tí nào để cho em gọi nó là chồng. Gặp nó ở đâu, anh sẽ không tha cho nó đó. Tại sao chuyện của em anh cứ mãi chen vào vậy? Anh đã giải bài rồi, em chưa hiểu hay sao chứ? Với anh thì khác. Đối tượng của anh là những cô gái trẻ đẹp, học thức cao. Còn em, cuộc đời vẫn đục tan nát. Em cảm ơn anh đã nói với em những lời tốt đẹp. Nhưng từ nay, em không muốn nghe anh nhắc tới chuyện này. Anh rất thông cảm cho tâm trạng của em. Lẽ ra anh không nên vội vàng. Nhưng nếu không á, anh biết lấy tư cách gì để gặp em? Anh muốn giúp em đưa Phương Thu ra khỏi căn nhà đã để lại ấn tượng hãi hùng đối với nó. Em chưa kiếm được việc làm, tiền chi tiêu hàng ngày chưa đủ, dám đâu nghĩ tới việc dời chỗ chứ? Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì sẽ xong ngay. Anh đã lo chuyện này rồi mà. Đây, chìa khóa nhà mới. Yên tâm, nhà anh mượn của thằng bạn, nó sống độc thân. Mỗi khi mà đi tàu thì đóng cửa bỏ không. Nó hiện đang ở với anh đó, xong xuôi cả rồi nha. Em à, hãy gật đầu đi. Gật đầu đi em. Em không thể. Cảm ơn anh. Hãy tội nghiệp cho Phương Thu, nó còn trẻ quá. Hãy giúp nó quên đi chuyện cũ. Nhưng sau đó, bao nhiêu chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Em à, em đừng có ngại. Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà. Kể cả Loan, anh cũng chẳng cho nó biết đâu. Anh Phi, Lan, hãy gật đầu cho anh vui đi. Gật đầu đi em. Gật đi. Quang hô, quang hô. Anh xin lỗi em. Anh Phi. Anh làm em hết hồn à? Em à, sao lúc nào em cũng trong trạng thái hốt hoảng như vậy? Em à, em chưa tìm thấy bình yên khi ở nơi này và sự kề cận của anh hay sao? Bình yên? Hai tiếng đó đối với em sao mà xa vời quá. Bây giờ được yên ổn ở đây, được anh tận tình thương yêu đùm bọc, em không dám tin đó là sự thật. Lan à, tại sao em lại không tin khi đó là sự thật? Vì khi mình đặt sự tin tưởng thật nhiều, một ngày kia dở ra chỉ là ảo mộng, thì Phi ơi, càng thêm đau xót nhiều hơn. Thà anh cứ để cho em năm sôi anh như cánh diều.
nắng trong. Lan ơi, đời đã cho ta từng biết đến nhau, từng thấy con tim rung động xuyên sao bởi lần đầu gặp gỡ. Đó có phải chăng chính là định mệnh ràng buộc vào nhau trong lửa mặn nồng? Dù giờ trời thử thách trung chuyên, anh chắc và chờ mong không phải là vô nghĩa. Đến hôm nay qua rồi giông bão, mình tìm đến cho nhau niềm hạnh phúc dân sự thật. Anh hiện diện trên đời này là như để đợi chờ em. Ngày xưa yêu thầm nên em quá vô tư, anh tan vỡ mộng khi em theo dòng cất bước. Trái tim anh đã định rồi, duyên kiếp không thể cùng ai rung động như thuở ban đầu. Nỗi bất hạnh đời em có thể là hạnh phúc của đời anh. Vì chìm nổi trung chuyên anh mới có được ngày nãy toại nguyện. Nếu em vui hạnh phúc bên chồng thì nỗi đau lòng anh đây muôn thuở không phai. Anh Phi, anh đã cho em thật nhiều hạnh phúc, cứ như là trong giấc chiêm bao. Cứ sợ rồi đây anh sẽ hối hận thật nhiều khi... Đừng nói nữa em à. Anh đã quyết định điều gì thì không bao giờ anh hối hận. Phương Lan, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Em biết đó là ngày gì không? Ngày gì vậy anh? À, sinh nhật của anh phải không? Phải, là sinh nhật. Nhưng không phải của anh mà là của em đó. À, sinh nhật của em. Vậy mà em không nhớ nữa chứ. Nè, bây giờ ha, em nhắm mắt lại đi. Anh có cái này cho em nè. Cái gì dạ? Thì nhắm mắt lại đi. Rồi, nhắm lại rồi nè. Đưa tay ra. Nè. Đó. Anh Phi, em... Chúc em sinh nhật hạnh phúc. Cậu Phi ơi mẹ, mắc cỡ leo leo. Đó, tại anh không à. Anh kỳ quá đi à. Có gì đâu kỳ chứ. À Tuấn à, có biết hôm nay là ngày gì không? Dạ không. Vậy là Tuấn dở hơn cậu rồi đó nghe. Hôm nay là sinh nhật của mẹ đó. Hay quá, sinh nhật của mẹ thích quá. Bây giờ Tuấn với dì Thu ở nhà phụ mẹ dọn dẹp. Cậu đi mua bánh kem và thức ăn về mừng sinh nhật cho mẹ nha. Anh đi nghe Lan. Dạ. Dạ, giỏi thiệt ha. Không biết có nấu nướng gì không? Chắc mua bánh mì chả lụa chứ gì. Thì ảnh đề nghị rồi tự hành xác mình, chứ chị có nhớ ngày gì đâu. Ảnh dễ thương quá ha chị ha. Phải chi hiền lành như chị, phải vậy mới được. Ông trời cũng công bằng đó chứ. Em còn nhỏ mà ham nói chuyện người lớn quá à. À, chị hai ơi, có ai vào nhà mình lạ lắm. Cô là Phương Lan à? Ừ, dạ. Dạ chào chị. Chị tìm ai? Còn cô này là Phương Thu à? Chị là ai mà biết tên chị em của tôi vậy?
toàn là những tên đẹp. Phương Lan, Phương Thu. Mẹ là Phương Quỳnh. Chị biết cả tên mẹ tôi à? Vậy là đúng rồi. Mẹ con cô ai cũng xinh đẹp thật, nhưng rất tiếc tâm hồn đầy bỉ ổi xấu xa, chuyên làm những điều tồi bại. Chị nói năng lịch sự một chút. Ở đây có con và em gái tôi, chúng còn nhỏ dại, tôi chưa biết chị là ai, sao nói những lời không hay. Trong thế gian có biết bao sinh vật, không phải loài nào cũng nghe và thích những điều hay. Có những loại giống người nhưng chẳng phải là người ta, là sâu bọ, là kiến dồi, đội lốt người thôi. Nó đục khoét da cá người và gặm nhấm sự bình yên của xã hội. Màu hạnh phúc luôn đổi thay, nó biến trắng thành đen. Chị lý sự gì, chắc mình chị hiểu được thôi. Những hình tượng chị dùng chẳng có ý nghĩa gì với tôi, vì giữa tôi với chị chẳng có liên quan. Tôi nhớ kỹ ra trong đời tôi chưa một lần gặp chị. Chị nói để làm gì, chẳng có ích lợi chi. Thôi mời chị đi đi, người phải xa đi không phải là tôi mà là các chị. Xin chị làm ơn vui lòng ra khỏi nơi đây. Chị là ai mà vào đây nói những chuyện đâu đâu không à? Chị có bệnh tâm thần không vậy? Thu, đừng có hỗn. Nếu để tôn trọng nhau, xin chị cho biết quan hệ và công việc của chị đến đây gặp chúng tôi. Dối dàng gì, trước sau các cô cũng biết mà. Có phải trước đây mẹ cô đã giúp được ba cô vào tù vì tội tham nhũng, do sự ăn to xài lớn của bà, để cho ba cô phải quất ức chết trong lao tù và các cô phải trả một cuộc đời nheo nhóc? Cô biết hiện giờ bà ở đâu không? Chúng tôi không biết. Bằng bùa phép gì không biết, hiện giờ bà đã mê hoặc được ba tôi, khiến ông ấy quên cả đứa con gái duy nhất đã mồ côi mẹ từ lúc chưa đầy 3 tuổi. Rồi đây số phận ông ấy sẽ không khác ba cô đâu. Chị em chúng tôi chỉ là nạn nhân của những bậc cha mẹ loại đó. Nếu chị hiểu được thì chị thương tôi hơn. Các chị biết kêu gọi lòng thương của người khác, tại sao không thương những người đồng số phận với mình mà đi giành giật của họ từng tí tình thương mà họ chật vật lắm mới có được? Chị, chúng tôi phải Phi là chồng đính hôn của tôi. Mẹ anh ấy đã ra sức dung dén cho tình cảm của tôi và anh ấy, và tôi đã âm thầm chờ đợi bao ngày tôi dệt mộng mơ với niềm tâm sự gửi con tàu mãi biển đông, mong biển bình yên tàu sẽ quay về được cùng anh xây hạnh phúc tuyệt vời. Trời ơi, đời tôi sâu quá nhiều bất hạnh, tôi biết nơi nào là bờ bến yên, làm sao cô có bến bờ mong đợi khi cô nỡ dành hạnh phúc của người ta. Chị hai, chị đừng có vội tin, chờ anh Phi về rồi hỏi cho ra lẽ hả chị hai? Tùy các cô, nhưng điều chắc chắn là gia đình của Phi không thể nào chấp nhận cô với bất kỳ một danh nghĩa nào. Phi là con trai độc nhất của gia đình, ai chấp nhận cho anh ấy lấy một người đàn bà đã có 2 đời chồng lại có con riêng? Gia đình ấy khác gì nồi cháo heo. Nếu như cô dẫn con cô về gặp gia đình
thì dòng họ mắc cỡ lắm. Tôi lại chị, bây giờ chị muốn gì ở tôi? Tôi chẳng giật danh gì của chị cả. Tôi gom đồ rồi đi lẻ lên em. Tôi chẳng muốn làm chuyện đau lòng này đâu, nhưng tôi muốn giúp cô và Phi sau này khỏi ân hận. Cảm ơn chị Diệu. Chị em tôi không làm phiền chị nữa đâu. Đi, đi cô. Nhưng hôm nay là sinh nhật của mẹ, cậu Phi biểu mình chờ mà. Đi cô, lê lên. Chị hai, sao dỗ dàng vậy chị hai? Con không đi đâu, con ở lại chờ cậu Phi. Con không chịu ở nhà khác đâu. Đi, đi mà. Trân, sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Không, ý tôi muốn nói là tại sao Trân lại biết nhà tôi ở đây? Tôi tới không phải để tìm anh hay anh Phi. Như vậy là cô tới tìm Phương Lan phải không? Ủa, cô ấy đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Hôm nay là ngày sinh nhật cô ấy, Phi nhờ tôi mang bánh về mừng cô ấy trước mà. Cô ấy đi đâu vậy cả? Ra khỏi nhà này và ra khỏi cuộc đời của anh Phi. Cái gì? Tại sao? Hay là cô đã xúc phạm? Không phải xúc phạm, mà tôi đã vạch trần bộ mặt đê tiện của mẹ con cô ấy. Cô, một bọn người chỉ biết tranh giành và cướp đi của người ta hạnh phúc. Cô im đi. Cô biết gì Phương Lan mà cô cũng dám nhị sử dụng người ta như vậy chứ? Không ngờ, tôi không ngờ một cô gái xinh đẹp trí thức như cô mà lại hồ đồ ích kỷ đến như vậy. Anh, cô Trân, cô biết không, cả cuộc đời con gái của chị em Phương Lan đã phải hứng chịu biết bao là khổ ải, cô có biết không? Tại sao cô không lấy thân phận cùng là con gái mà suy xét, mà còn nắng lời nhục mạ? Thì làm sao cô ấy sống được giữa đời này? Thù hận đã làm cho tim cô đầy dẫy u mê, lòng cô ác độc quá rồi. Cô Trân ơi, sao cô nỡ đành? Đời tôi từ lâu đã lắm thiệt rồi, vì ai chiếm đoạt ân tình sầu khổ một mình. Người cha yêu kính tôn thờ đã nỡ tâm hận hờ chạy theo men tình say. Dù cho người ta quá phũ phàng danh cha chiếm đoạt tình, nhưng Phương Lan có tội tình gì mà cô sẽ giá nặng lời? Vì mẹ cô ta là kẻ gây ra. Cô Trân ơi, cô đã đau khi có người cha dứt bỏ tình thâm chạy theo ái tình không thương tiếc. Vậy thì Phương Lan có vui sướng gì hơn khi mẹ nở sang ngang lìa bỏ gia đình? Sao cô nhỏ đã bỏ rơi cô trong cảnh đời giàu có, cô còn được đền bù bằng vật chất xa quá. Còn chị em người ta phải vất vả lòng than, manh áo chén cơm qua ngày thiếu hụt. Trời cao chẳng thương tình đài đó triền miên, bị lừa gạt ân tình còn bị chồng phủ rây. Lẽ đâu mà cô ta có quyền chiếm đoạt của người ta chút tình cảm chứ? Cô Trân,
không. Cô Trân ơi, cô đã lầm rồi. Phương Lan không hề muốn tranh giành tình cảm, mà vì anh Phi. Anh Phi đã bao năm rồi trộm nhớ thầm thương, ảnh ôm bóng hình của Lan mà chịu khói tương tư. Giờ tao ngộ, giờ tao ngộ men tình xưa chớm nở. Nếu nói ai là người danh dựng tình yêu thì cô là kẻ đến sau trong cuộc tình này. Người ta mới vừa tìm được chút bình yên, khó nhọc lắm anh Phi mới nhóm nhen được mầm hy vọng. Cô nghe lời ai mà hồ đồ nông nổi, họ bỏ đi hết rồi biết tìm kiếm nghe nơi đâu. Trời ơi, tôi không ngờ sự thật lại là như vậy. Vậy mà anh Quang nói với tôi là... Cái gì? Thằng Quang? Thằng Quang chồng của cô Loan đó hả? Nó đến tìm cô à? Dạ, chính anh ấy nói là anh Phi đang bị Phương Lan lừa dối, và mẹ con bà Phương Quỳnh là những kẻ xấu xa, nên em... Trời ơi, Trân có biết không? Thằng Quang đó chính là cha của thằng Tuấn, là người đã từng chiếm đoạt và phụ rẫy Phương Lan. Cho nên nó mới nhờ tay của Trân để đuổi họ ra đi, để nó được yên ổn đó mà. Trời ơi, sự thật là vậy sao? Vậy thì tôi có lỗi với Lan và anh Phi nhiều quá. Đứng đây nhận lỗi thì có ích gì? Tốt hơn tôi và cô hãy chia nhau đi tìm họ, và báo cho anh Phi biết, nếu họ có bề gì mình hối hận cả đời đó. Dạ, vậy mình đi đi anh. Đi. Mẹ có mua bánh mì cho con nè. Có sữa nữa mẹ. Sữa hết 2 ngày nay rồi. Hôm nay mẹ mới đem sữa về, người ta cho mẹ hả? Tuấn, sữa đó là máu của mẹ con đó. Con không thương mẹ con sao? Tu, cháu nó còn nhỏ, đâu có biết gì đâu em. Bộ em không biết sao? Chị, chị nhìn lại người của chị kìa. Một tháng đi bán máu 2-3 lần. Bộ chị muốn chết bỏ em, bỏ bé Tuấn hả? Em thà chấp nhận chết đói, chứ nhất quyết không ăn một thứ gì của chị mua bằng tiền hiến máu đó đâu. Tại sao chị không nghe em vậy chị ơi? Thu, đừng như vậy mà em. Chị có thể nhịn đói được, nhưng còn bé Tuấn, nó đói nó khóc thì làm sao chị chịu nổi? Chị biết em thương chị, lo lắng cho chị nên mới nói vậy. Vì đời có câu máu chảy ruột mềm, cuộc nhục ai chẳng đau lòng, nhưng chị hết cách rồi. Khi nhìn cơn đói của con thơ, nhiều lần úp mặt khóc muốn làm ngơ, chẳng tốt hơn còn khổ sở hơn. Thương hiểu chị em chớ nên dỗi hờn, khiến chị đang khổ càng khổ hơn. Chị hai, em thương chị lắm. Mỗi lần chị đường sữa đem về, loạn choạng bước nặng nề, em như
Đi đâu? Hai đứa tụi bay đi đâu? Trời ơi, chị hai ơi. Đi đi. Nó Thương. Chị nó hả mày? Có chị đây, em đừng sợ. Đừng sợ em. Hưng, mày muốn gì? Muốn gì hả mày? Tao muốn gì phải không? Tao muốn đòi nợ được không? Tao nợ nần gì mày chứ? Nợ nần gì hả? Nè, mày dám thưa công an để bắt tao, hại tao trốn chui trốn dũi cả năm trời, mày có biết không? Tao buồn đời nên tao đi chót, bây giờ tao đã quá ghiền, mà ghiền thì tao ưa liều lĩnh lắm á. Thằng khốn nạn, bị hại tao chưa đủ sao? Hai mày á, hai mày để làm gì? Cầm cầu này là đĩa bàn tao đang nắm, không có ai đến để cứu mày, biết không hồn á? Đừng có trái ý tao nghe chưa? Mày, mày sao? Sao? Mày đừng có giữ giọng lưu manh. Tao không còn nợ chi mày. Sợ hay không thì mày sẽ biết liền. Nếu như mày dám cãi lời của tao, thì nè, cái thằng này tao cho một dao, coi như mày mất con liền. Mày không được quyền làm hại con tao. Không làm hại con mày hả? Nè, dễ thôi. Ừ. Dễ thôi cưng. Nếu mày muốn tao mà không làm hại con mày á, thì mày á, cái nhỏ này nè, mà thu á, em của mày á, phải đi làm gái. Ờ. Chỉ có đi làm gái mới nhanh có tiền cho tao chích chót rồi ha. Nè, còn không á, tao sẽ giết cái thằng nhóc này. Hiểu không? Tương. Sao? À, là quần con ơi. Mày đi mày chạy mày. Chị ơi. Chú ơi, đừng làm bậy em ơi. Đừng mà. Nè, ai nghe tao nói à? Mày nói đi. Mày có đồng ý không? Nói. Mày đừng có hòng hại con tao. Anh Nam, đây là tên lưu manh ghiền và trộm cắp đã có lệnh truy nã, phiền anh hãy đưa nó về cơ quan chức năng xử lý. Ê, ê. Nè, nè. Nam, anh đến đây làm gì? Anh đừng mong nhận lại nó, anh không được bắt nó. Coi kìa Lan, có gì đâu mà em sợ như vậy? Trước đây anh có lỗi với em và con nhiều, càng nghĩ anh càng ân hận, nên anh muốn đền bù cho em và con. Anh đừng giả nhân giả nghĩa, thật sự anh muốn gì? Anh nói mau đi, đừng vòng vo mệt lắm. Anh chỉ muốn em và con kể từ nay có cuộc sống an lành. Bao nhọc nhằn đã qua đi, anh sẽ chu toàn cho em. Việc đầu tiên là rời khỏi nơi này, tìm mua một căn nhà, chúng mình cùng sống bên nhau. Tôi đang tính hay đang chiếm bơ, anh nói với mẹ con tôi như vậy, thật là như bớt nước đầy. Em đã hiểu được lòng anh, ta sẽ nối lại tình xưa đã từ lâu phim là tơ trùng. Tôi chưa đến nỗi điên khùng mà dại dột tình anh. Lan à, anh biết, anh biết là trong tức thời khó mà làm cho em hiểu được lòng anh, nhưng nếu em không chấp nhận điều kiện của anh thì đó quả là một quyết định vô cùng sáng suốt. Kìa Loan em. Loan à, tôi Lan yên tâm đi, tôi đã hiểu tất cả. Và từ lâu rồi, cuộc đời tôi cũng như Lan, đã trót tráo cho một tên điều can. Đôi lúc thủy chung lường gạt bao người, anh có còn gì để biện minh không? Hay anh có lý do là chuyện xấu xa này? Loan à, em bình tâm mà nghĩ lại chuyện ngày xưa trẻ già non lòng, lỡ gây ra anh phải làm tròn.
trách nhiệm của mình chứ tình nghĩa gì đâu. Thưa ông quan, vậy thì ai vừa mới xác nhận sẽ cùng chị tôi nối lại cung đàn, sẽ mua nhà sống với mẹ con tôi suốt đời, sẽ bù lại những ngày tôi khổ sở lao đao. Anh có còn gì để nói? Tại sao anh quay mặt cúi đầu? Và cuối cùng tôi xin tặng cho anh, đây là giấy ly hôn tôi đã ký rồi. Loan à, còn đây, đây là quyết định. Kể từ nãy anh khỏi phải đi làm, vì ba tôi đã sa thải anh rồi. Anh cứ tha hồ mà ngang dọc tự do. Trời ơi, như vậy là tôi mất hết rồi, cả vợ tôi và gia tài sự nghiệp. Loan ơi, anh có làm gì đến nỗi em phải đoạn tình chính nghĩa tạo phan. Kể từ nay anh trắng tay rồi, cũng như ngày đầu vào làm rể vậy thôi. Để mày yên thân là động lượng lắm rồi nghe chưa. Cút khỏi nơi này và đừng trở lại nơi đây. Má, anh hai, tôi nếu mày muốn giữ lấy tánh mạng thì đi đi, đừng có dài dòng biên hộ. Nếu không phải mày là ba của bé Tuấn thì tao sẽ... Thôi đi anh hai, nói nhiều chi với người này cho hao hơi phí sức. Loan à, anh... Má... Thôi nhịn đi con, nó không xứng đáng để con thương tiếc nữa đâu. Biết được bộ mặt thật của nó bây giờ còn đỡ hơn sau này thì quá muộn. Má, anh Phi, Loan, sao mọi người biết tôi ở đây vậy? Lan à, anh đã thưa hết chuyện mình với má rồi. Ngày sinh nhật á, anh định về đưa má tới, không ngờ em lại đi biệt dạng. Cũng may là có Trân nói hết mưu đồ của thằng Quang, mọi người đã theo dõi nó cho nên mới tìm được em ở đây nè. Cậu Phi, có cậu Phi rồi, Tuấn không sợ ai ăn hết nữa. Lan, Lan cho mình xin lỗi vì nóng giận nhất thời mà để khổ cho Lan. Trân đừng nói vậy, tôi hiểu mà. Để chuộc lại phần nào lỗi lầm đó, tôi dẫn đến cho Lan một người. Ai vậy Trân? Lan, Thu, má, con của má. Má, má ơi, con nhớ má quá má ơi. Con ngoại, con nhớ ngoại quá à. Trời ơi, con của tôi nhớ thương mà bấy lâu tôi đành tâm xa cách, cho các con bơ vơ tội này đây biết rửa mấy sông. Ngày mà vui bên con, lòng con tràn đầy vui sướng. Mến của các con làm cho má thấy mình nhiều tội lỗi. Các con ơi, xin hãy rộng lòng tha thứ cho người mẹ vô tâm cam lè bỏ con mình. Lần lầm lỡ giờ hiểu ra rồi, chuyện cũ hãy cho qua đi. Thằng Phi con tôi, nó thương con của chị thiết tha, xin chị hãy vui lòng mà cho tôi xin giảm hoài. Cưới con Lan cho thằng Phi toại nguyện, tôi hứa sẽ thương yêu nó hết và thật lòng.
con mừng là dì đã mở rộng lòng nhân từ của người mẹ mà yêu những đứa con khờ lưu là bao năm. Vậy con xin dì hãy dang rộng vòng tay đón nhận thêm con vào gia đình êm ấm. Trân ơi, dì vô cùng xúc động trước tấm lòng con dành trọn cho dì. Đã qua hết rồi bão tố phong ba, màn đêm ấm u nhường cho ánh dương hồng trói ràng, cho những yêu thương tìm về lẻ sông, cho những mối tình chân thật lên ngôi. Vậy thì chị đã bằng lòng. Xin phép chị cho tôi chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới cho hai đứa nó nghe không chị? Chị thương cháu như vậy, tôi cảm ơn chị quá. Mọi chuyện tùy chị định liệu. Ba Hồi má, chúc mừng anh chị. Vậy từ nay con được kêu cậu Phi là ba rồi. Ba, má, nội, ngoại, dì, con nữa, vui quá. Mất biết sầu thôi nhé, tình xưa đã trở về. Mùa xuân hoa nở, tình xuân khát khao. Giọt nước mắt mừng vui, xuân mãi mãi trăng vơi. Muôn hoa cùng bước nói lời xoay. Duyên đã chọn mơ ước, tình và từ đây tôi sống bơ vơ.
không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mấy hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa ly xa thẳm muôn trùng, sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những nghẹn lời, đời anh ấy đã chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Nữa từ phút này anh dành tất cả cho em, bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quan, hãy trút lên nhau tất cả niềm thương ý nhớ, cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. Bốn năm mong đợi một đêm dời nhớ thương, người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.